Nam em gọi tên Ngân 98, mỉa mai bạn gái Lương Bằng Quang không tài cán, kiếm tiền bằng việc khoe thân. Tối 5 tháng 4, nam em gây chú ý đáp trả Ngân 98 khi bị đàn em cho rằng cô liên tục gọi tên người khác để câu like câu view. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long công khai mỉa mai bạn gái Lương Bằng Quang rằng: "Gửi em Ngân 98, em nói chế là chế lấy em ra câu view, nhưng mà chế thấy là từ khi mà chế like, chế hot. Cái cưng bắt đầu mấy cưng cũng mở phiên like, xong cưng nói chế là người bên ekip của chế nhắn tin cho cưng, nói là chị lấy em ra để làm trò câu like câu view. Vậy thành tựu của em là cái gì mà chị phải lấy em ra câu like câu view? Chị thấy thành tựu của em là mặc những bộ đồ hớ hên, những bộ đồ hở hang. Từ lúc em nổi lên tới giờ, em chỉ nổi tiếng là gì? Là người thích khoe mấy cặp bưởi, xong đánh DJ rồi đứng lắc. Thành tựu của em quá đáng để tự hào, chị phải lấy ra câu like câu view hả bé?" Nam em không ngại so sánh bản thân với Ngân 98, khẳng định mình có nhiều thành tựu tử tế hơn cô nàng. Ít nhất gì chị cũng không giống em, chị không lấy của chị ra để kiếm tiền. Chị không đánh DJ, rồi cứ hay hay để chị kiếm tiền. Ít nhiều gì chị cũng có thành tựu được người ta công nhận trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Những năm mà Việt Nam in top là những năm mà chị giống như người đi đầu. Ít nhiều gì chị cũng có những sản phẩm âm nhạc phục vụ khán giả tử tế. Còn thành tựu của em ngoài cặp bưởi ra, chị thấy chưa có một thành tựu nào ngon lành để em nói lên đây tự hào rằng chị lấy em ra câu like câu view, nam em nói. Trước đó, Ngân 98 từng nhiều lần nhắc tên nam em trong livestream của mình. DJ sinh năm 1998 tiết lộ người trong ekip đàn chị có nhắn tin cho Lương Bằng Quang để đề cập đến chuyện bóc phốt người này người kia. Nhưng phía cô và bạn trai đã từ chối. Ngân 98 cũng thể hiện sự đồng cảm với nam em khi cho rằng đàn chị đang trong hoàn cảnh không bình thường, kiếm tiền từ việc livestream trên TikTok nên phải nhắc người này người kia để câu kéo sự chú ý. Bạn gái Lương Bằng Quang khẳng định cô không muốn hồ mào nên không tranh cãi với nam em, nhưng cũng lên tiếng cảnh cáo rằng nếu đàn chị cứ tiếp tục gây sự hết người này người kia thì cuối cùng cũng sẽ lãnh hậu quả. Tiểu sử ca sĩ Randy là ai? Đời tư và sự nghiệp đầy trắc trở. Ca sĩ Randy là ca sĩ nổi tiếng người Việt gốc Mỹ dòng nhạc Bolero Việt Nam. Anh được biết đến bởi giọng ca da diết trầm buồn và anh chính là ca sĩ da màu duy nhất của Việt Nam hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Anh cũng nổi tiếng với hành trình đi tìm mẹ xuyên suốt hơn 17 năm trong và ngoài nước. Randy sinh năm 1971, tên thật là Trần Quốc Tuấn. Anh sinh ra ở Đà Nẵng, là ca sĩ người Việt, nhưng có bố là người Mỹ, ông từng làm trong quân đội thời kỳ còn chiến tranh. Tuy nhiên anh không sống trong nhung lụa như bao chuyện tình lính Mỹ gái Việt thường thấy, mà anh lớn lên trong cô nhi viện. Sau này anh có hai gia đình nhận nuôi nhưng đều không mấy tốt đẹp về mặt tình cảm. Mãi đến khi anh được đến Mỹ định cư vào năm 90, cuộc đời anh mới khởi sắc. Tại đây, anh được có tình thương bạn bè và người quen, cũng như có bước ngoặt trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vào năm 92. Từ khi thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh dần có cuộc sống ổn định, nhiều fan hâm mộ với phần lớn là cộng đồng người Việt ở các nước hải ngoại. Bắt đầu từ năm 2010, anh dần hoạt động ca hát ở Việt Nam, nổi bật với dòng nhạc Bolero về tình mẹ, tình cha. Sự nghiệp ca hát của Randy đến với anh tình cờ vào năm anh sang Mỹ định cư. Ngày đó anh có những người bạn và người quen đầu tiên đã hỗ trợ anh trong việc định hình ca hát. Đến năm 92 thì bạn bè thấy anh có khả năng nên khuyến khích anh đi thi các chương trình karaoke. Thời điểm này là một phong trào ở Mỹ. Tuy nhiên số phận luôn thử thách anh không ngừng khi ở cuộc thi lần đầu anh chỉ đoạt giải khuyến khích. Sau đó ở cuộc thi ở Dallas anh được giải nhất. Chức vô địch nhỏ này giúp anh gặp được cố nhạc sĩ Thu Hồ, người sau này giới thiệu anh cho trung tâm âm nhạc Hải Âu. Dưới sự dẫn dắt của một trung tâm âm nhạc trong cộng đồng người Việt có tiếng, cái tên dần phổ biến nhiều hơn với khán giả, anh dễ dàng chinh phục người nghe bằng giọng hát trầm buồn da diết. Khi hát những bài như Nó, Tình Đời kết hợp lại thì anh đã chạm đến và truyền tải được tình yêu da diết về tình mẹ, tình gia đình và tình yêu. Thời gian từ những năm 92 đến 95 được xem là thời kỳ đỉnh cao. Ngày đó anh được rất nhiều show đi diễn ở bất cứ đâu, cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Anh chia sẻ nhờ vào việc ca hát mà anh có được cuộc sống ổn định và có nhiều người yêu mến mình hơn. Anh cũng tiết lộ số tiền cực khủng của bản thân khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Qua đó ở thời kỳ đỉnh cao, anh có thể kiếm được khoảng 20.000 đô một tháng, chỉ tính tiền anh đi hát chứ chưa tính các công việc làm thêm. Sau năm 95, anh quyết định lập gia đình và cũng từng có dự định từ bỏ ca hát. Nguyên nhân chính đó là khát khao tình thương mà anh muốn có từ gia đình thực sự, cũng như tình yêu mà anh luôn ao ước khi có được một gia đình. Vì thế mà anh đã rời Mỹ sang Úc lấy vợ vào cuối năm 95 và định cư ở đây. Vợ anh là một Á hậu và hành nghề bán hàng thuê. Sau này gia đình vợ anh không chấp nhận quá khứ mồ côi cũng như mâu thuẫn vợ chồng, nên cả hai đã ly hôn sau đó. Cả hai cũng có với nhau một người con trai. Năm 2002, anh tái hôn với một cô gái người Hoa ở nước ngoài tên Phượng, song bên vợ cũng không tôn trọng quá khứ tăm tối của anh. Được biết chính người vợ hai là nguồn cảm hứng lớn để anh viết những nhạc phẩm gia đình và phụ nữ. Năm 2007, anh trở về nước trong một chuyến công tác. Được biết lúc này Randy dự định về quê hương tìm lại cội nguồn bên mẹ. Tuy nhiên lúc này anh chưa có đủ tài chính và thời gian để về lại nơi cũ tìm thân nhân. Mãi đến năm 2010, anh mới có thể toàn tâm toàn ý hồi hương. Trong chuyến trở lại này, anh quyết định ở lại quê hương sau thời gian phiêu bạt.
đồng thời anh cũng quyết định ca hát và hoạt động ở Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Randy dần chiếm được tình cảm của người hâm mộ dòng nhạc Bolero. Anh cũng nổi tiếng với hơn 10 bài hát tự sáng tác về tình mẹ, tình cha. Anh mang theo mình về câu chuyện cảm động của bản thân mỗi khi được đi hát, khi có hành trình tìm mẹ hơn 17 năm. Hiện Randy là ca sĩ của công ty âm nhạc truyền thông giải trí BH Media. Anh cũng đang là ca sĩ da màu người Việt duy nhất được hát cả trên quê hương và hải ngoại. Ngoài ra, anh cũng đang sống hạnh phúc cùng vợ trẻ Bùi Thanh Tú kể từ khi kết hôn với cô vào năm 2018. Trong năm 2021, anh có xuất hiện trên chương trình Cà phê sáng của VTV3. Tại đây, anh chia sẻ về hành trình và tiếp tục công cuộc đi tìm mẹ. Ngoài ra, Randy cũng chia sẻ những khoảnh khắc gia đình bên cạnh các sản phẩm âm nhạc trên kênh YouTube của mình. Được biết, Randy không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào. Qua đó, anh nổi tiếng trong dòng nhạc Bolero nhưng tên tuổi của anh lại không được phổ biến. Như những tên tuổi cùng thời, anh chỉ sử dụng một kênh YouTube duy nhất và cũng là kênh truyền thông phổ biến nhất. Hiện tại, chỉ có một bộ phận nhỏ cộng đồng người hâm mộ ở Canada lập nên một nhóm Facebook fanpage về Randy. Tuy nhiên, dù đã sống ở Việt Nam lâu, nhưng anh vẫn chưa sử dụng tài khoản Facebook cá nhân cho mình. Theo thông tin chia sẻ thì anh tiết lộ mình vẫn chưa tìm được mẹ trong lần gần nhất xuất hiện trên chương trình Cà phê sáng VTV3. Anh kể lại mình dù chưa gặp mẹ bao giờ nhưng vẫn không quên ý định tìm lại mẹ. Thậm chí anh liên tưởng đến mẹ trong giấc mơ mà đi tìm mẹ suốt 17 năm hành trình. Được biết thêm, anh cũng nhận một cụ bà ở Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai làm mẹ tinh thần sau khi bà từng lên gặp anh thử xét nghiệm tìm con thất lạc. Cụ bà sinh năm 1940 tại Huế, trong một gia đình trọng nho và có con nhỏ đi lính, mất tích trước năm 75. Thông tin về việc ca sĩ Randy mồ côi dù là điều đau lòng nhưng không thể phủ nhận. Được biết rằng tuổi thơ của anh lớn lên ở cô nhi viện Đà Nẵng. Anh chia sẻ mình có bố làm quân nhân Mỹ, mẹ là người Việt nhưng bị thất lạc danh tính. Vì vậy mà từ suốt năm 2007 đến nay, anh đã lặn lội đi tìm tung tích mẹ khắp trong và ngoài nước. Hiện anh đang sống cùng vợ con ở thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2018. Tuy sinh sống ở Việt Nam, anh vẫn lui tới Mỹ và Úc vì công việc địa ốc của mình. Vừa rồi là những thông tin cá nhân trong cuộc đời sự nghiệp hiện tại của ca sĩ Randy. Mong rằng anh sẽ cho ra mắt nhiều nhạc phẩm chất lượng hơn nữa. Mong rằng một ngày không xa, anh sẽ tìm được mẹ mình sau rất nhiều nỗ lực. Vợ chồng ca sĩ Randy bật mí cơ ngơi khủng và cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ. Sau 4 năm tổ chức đám cưới tại Việt Nam, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng ca sĩ Randy đang thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự lãng mạn, mùi mẫn qua nhiều bài hát anh sáng tác dành riêng cho vợ. Bên cạnh giọng ca truyền cảm qua những bản nhạc bolero trữ tình, ca sĩ gốc Việt Randy khiến khán giả xót xa hành trình 17 năm tìm mẹ. Song song đó, chuyện tình yêu và hôn nhân của nam ca sĩ hải ngoại cũng được nhiều khán giả quan tâm. Hiện anh đã có cuộc sống hạnh phúc với chị Bùi Thanh Tú cùng con riêng của vợ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Được biết, ca sĩ Randy và vợ đến với nhau sau những đổ vỡ hôn nhân và đã hoàn thành thủ tục kết hôn năm 2016. Nhưng đến tận cuối năm 2018, nam ca sĩ mới bất ngờ thông báo tổ chức hôn lễ và nhận được sự chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Trong buổi tiệc sang trọng, không chỉ người thân mà còn nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt chung vui như anh Ba Ngọc Sơn, ca sĩ Tuấn Vũ, nghệ sĩ cải lương Minh Vương. Chia sẻ tại gõ cửa thăm nhà về việc bất ngờ thay đổi quyết định tổ chức tiệc cưới sau 2 năm về chung một nhà, chị Thanh Tú xúc động. Lúc đó vợ chồng tôi dự định sẽ qua Mỹ sống. Dù từng có vợ, có con thì ông xã cũng chưa bao giờ được làm chú rể hoặc đeo nhẫn cưới.